chú bé kia. Con xứng đáng đề danh bản hộ. Hành trình cậu bé nước Nam thực hiện sứ mệnh giúp dân cứu nước đã trải qua nhiều khó khăn thử thách. Đưa lá bùa ra đây. Ông đừng có lừa. Tông giam hết tất cả cho ta. Tí, con đi đi. Có nhiều người biết con ở đây. Mẹ ơi, con không sợ đâu mẹ. Mai con trở lại triều đình, mẹ đừng có lo nha. Con nhất định đi sao? Con đi rồi con về. Liệu sức mạnh của tình mẫu tử có giúp Tí hoàn thành sứ mệnh để trở về? Cấp bảo, cấp bảo. Thằng đôi chúng kỹ quá, cứu không ra. Và kết cục nào sẽ dành cho những kẻ gian ác mãi phút cầu dinh? Chú thường, chú thường đừng mà. Bao nhiêu bộ thiết triều ngày mai dằn võ báo quan trong triều, kẻ nào chống là ta lập tức. Những điều bất ngờ hấp dẫn nhất sẽ có trong tập cuối truyện Cậu bé nước Nam, được phát sóng vào lúc 19:50 chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả đón xem.